Chào con là Du Xe Duy ạ. Du Xe Huy, con Duy, Duy nó to lên Duy, làm chứng phải nó to lên, con bao nhiêu tuổi ở đâu và làm gì? Con 29 tuổi, con ở Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Tây. Rồi con đã được ơn gì của Chúa, con mạnh dạn chia sẻ cho mọi người. Dạ, con bị nghiện từ 15 tuổi ạ. 15 tuổi, năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con 29 tuổi ạ. 29 tuổi, vậy là 30 năm. 14 năm, 14 năm mình chìm ở trong ngọc, ở trong nghiện. Người ta gọi là nghiện ngọc là như vậy, là ngọc ở trong đó. Con chơi cái gì kể cho mọi người nghe? Con chơi đủ một thứ ạ. Ma túy, đá, cỏ, ke, kẹo, con chơi hết ạ. Cỏ, ke, đẹp là cái gì? Toàn là đồ kích thích về ma túy ạ. Rồi sau đó thì làm sao mà con trong lúc mà con chơi ma túy như vậy thì con nói cho mọi người nghe, con đã phạm những cái tội gì trong lúc mà con lao vào con đường ma túy nghiệp nhập như vậy? Là khi con lao vào đường ma túy này thì con bỏ Chúa, chối Chúa, không đến với Chúa nữa. Và con thường hay gắt gỏng với bố mẹ con. Bố mẹ con nói gì con không nghe, con chỉ muốn đi ma túy thôi. Cứ chơi xong mở mắt ra là con này tìm đến ma túy rồi, không nghĩ được gì cả. Thì con đã làm những cái tội gì? Kể nó mách dặn nói cho mọi người nghe. Lúc không có tiền thì lấy đâu mà ma túy mà chích mà ngáo mà đá? Dạ con thì không ăn trộm cắp qua cái gì hay người nào ai đi bây giờ con đi kia con chơi ạ. Con chỉ có xin ở nhà con được thì được, mà không được thì là con đi chơi chung với bạn bè thôi ạ. Thì con không trộm cắp hay là người nào qua cái gì con chơi. Rồi có chuyện gì xảy ra, điều này con quyết tâm con quay trở về với Chúa, Chúa đã linh động con như thế nào sau 15 năm bỏ Chúa, 15 năm dính vào ma túy nghiện ngập vì gia đình của anh ta khá giả, cho nên là không đi trộm cắp để mà chích vì bố mẹ có thể cung cấp được. Nhưng mà bố mẹ thì đau lòng lắm, thì anh chị em thấy con mình nó như vậy, không thể nào mà không cho tiền nó. Mà cho tiền nó thì nó càng chơi. Đó là cái đau khổ của những người làm cha làm mẹ, không nỡ bỏ con. Và như vậy thì càng làm cho con mình càng chìm vào cái nghiện ngập. Còn làm sao mà con được đến với đồng thương xuất Chúa, con quay trở về với Chúa. Hôm nay con lên làm chứng. Tại trước đây thì trong năm ấy thì mẹ con bảo con nhiều lần đi vào ngoài với xe lao rồi, và con chỉ có bơi thôi, con coi như là nghe thấy không biết gì, chỉ có nghĩ ma túy thôi, không tin gì cả. Và trong khi đó mẹ con vào dòng ba với lòng thương xót 5 năm nay rồi, cứ muốn bật to đài để cho con nghe ấy. Nhưng mà con cũng không nghe, con chỉ có là nghĩ ma túy xong là chơi điện thoại để cho con qua ngày thôi. Thế đến khi mà được hàng xóm với chú với cô đi vào cùng con hôm vừa rồi là 8 người thì cũng khuyên bảo con đi vào trong này xin ơn cha và cộng đoàn trong này cũng xin cho con. Thì đến cuối cùng con không đi mà cuối cùng con lại đồng ý vẫn đi ạ. Và trước khi con đi vào đây là con đã chuẩn bị rất nhiều ma túy để mang vào theo. Bây giờ mới khủng biết không? Đi vào lòng thương xót Chúa, nó chuẩn bị rất nhiều ma túy để đem vào đây, để nó chích, rồi nó chát, rồi nó đá đủ thứ trò hết. Rồi con có đem nhiều? Dạ con không mà. Lúc qua chuẩn bị lên xe ô tô để lên sân bay bay vào đây thì con nghĩ như nào con lại không mang đi nữa. Thì con vào đây được từ vào hôm 21 thì hôm 23 con bật quá không chịu được. Con bắt mẹ con phải gọi điện để đặt vé cho con bay ra ngay, nếu không thì con tự đặt vé bay ra. Thì được các chú đi cùng, các chú cũng khuyên cố gắng lên, con đã vào đây rồi thì sẽ được ơn Chúa, được xe cầu nguyện cho, sẽ được phòng thương xót của Chúa. Con cứ tín thác vào Chúa thì con cố gắng vẫn chịu được. Qua ngày hôm thứ hai là đây, cái này thứ ba thì con đang dự thánh lễ thì con mệt đuối sức quá không thở được, xong con lấy cơn sốt rét. Thì mẹ con và chú ở bên cạnh nhà con đi vào cùng con là ôm con một lúc thì con hỏi là mẹ ơi đã sắp giúp mình thánh chưa để con vào con giúp mình thánh Chúa. Thì vì con nghĩ là khi con giúp mình thánh Chúa vào thì Chúa sẽ nâng đỡ con để con qua cái cơn nguy nan đấy đi để con trở lại người. Rồi sau đấy thì sau khi con hỏi thế thì con khỏe luôn, con đi vào đây con giúp mình thánh luôn.
Xong khi đó đến hôm sau con là lên cha có hỏi con là có nhớ lời cha không, con trả lời có. Thì cha hỏi con có khỏe chưa, mà con khỏe rồi. Xong đến hôm nay là con là đây là con muốn xin cha là để tạ ơn cha và cộng đoàn là cầu xin cho con để con vượt qua cơn nguy nan vừa rồi. Thì là để con nói muốn tới lễ hội ngày mai là con bay ra ngoài Hà Nội, mai con trở về, con giữ hết thánh lễ ngày mai. Amen. Cảm ơn. Amen. Amen. Dạ con muốn làm chứng cho một cô ở gần nhà con đi cùng với con ạ. Cô đấy thì đi bệnh tim, thì đến chữa, cô đi chữa ở viện rồi. Thế nhưng mà bác sĩ bảo là tôi cho chị uống thuốc chỉ uống cho vui thôi, nên là không chữa được rồi ạ. Thì khi cô vào đây thì cô ấy khỏe rồi ạ. Thì cô vẫn nhờ con là nên nói lại với cha với cộng đoàn là cô được ơn là cô cũng khỏe rồi ạ. Anh chị em thấy một thằng thanh niên mười bốn năm bỏ Chúa, 14 năm lao vào nghiện ngập, anh chị em thấy một năm đã đủ chết rồi mà đến 14 năm mà bước vào đây mà vẫn còn có ý định là mang theo heroin để vào đây để mà chích. Và biết sao anh ta, Chúa lại không cho anh cầm theo, và vào đây thì bị thử thách, bị cám dỗ như là Judas, bị thử thách như là Phêrô, bị thử thách. Judas thì sa vào cơn cám dỗ, Phêrô cũng sa vào cơn cám dỗ, người bỏ Chúa, người bán Chúa. Nhưng lòng thương xót của Chúa muốn cứu hết cả hai, chỉ có Phêrô hồi tâm sám hối và quay trở về. Nhưng người anh em của chúng ta đây hồi tâm sám hối và bị vật vã, anh chưa biết là 14 năm nghiện rồi. Mà bây giờ bỏ nó thì nó quậy, nó phá mình vô cùng. Mà nhất là Satan, ma túy là nó đã kìm kẹp người anh em này 14 năm. Mà bây giờ sẩy một cái là mất người anh em này, nó đâu có chịu được đâu. Cho nên nó vật vã người anh em này, muốn mua vé bay về ngay. Và về ngay là chắc chắn đi vào con đường cũ thôi. Mà mẹ và người hàng xóm giữ lại để cầu nguyện. Cuối cùng anh đã vượt thắng. Anh lên tôi mấy lần, anh nói chặt cầu nguyện cho con, mới chặt chắc chắn cầu nguyện cho con vượt thoát được. Hôm nay anh đã mạnh khỏe, đứng vững được giữa những thử thách, không sa ngã. Và nếu có sa ngã như Phêrô thì hôm nay anh đã quay trở về. Chúng ta tạ ơn Chúa với anh, tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, để con về con làm tuần kiểu nhật kính lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con. Nhờ mời anh, hôm nay Chúa cho mấy ông Phêrô, mấy ông Giu-đa